Chào anh em nhé. Hôm nay shop xin hướng dẫn anh em chi tiết cái cách dùng đúng cách nhất mà tốt nhất cho cái bơm máy này nhé. Bơm này là bơm máy hiệu Con Hổ, bơm cao áp dạng máy nhé. Một số anh em các bác mua về là không biết dùng ấy, thì là có phản hồi lại với shop và cần shop tư vấn rất là vất vả ấy. Thì giờ shop sẽ hướng dẫn cho các bác chi tiết qua cái video này cái cách dùng đúng nhất, làm sao giữ cho cái máy này bền nhất, hoạt động đúng tiên nhá. Thì đầu tiên cái việc quan trọng nhất ấy là cái chỗ này này, khi anh em mua về anh em phải tháo cái con này ra. Con này là con xoáy vào đây để cho nó xoáy vào cái bầu bình dầu này để chống chảy dầu nhá. Anh em phải tháo con này ra và xoáy con ốc này vào. Con ốc này là con ốc thông hơi và nó sẽ có đi theo trong cái gói phụ kiện cho anh em nhé. Nó sẽ đi theo nằm trong gói phụ kiện này cho anh em này. Anh em lấy con này ra và thay vào đây. Lưu ý kỹ, không thay con này là rất nguy hiểm nhé. Bơm này rất là khỏe, không thay con này anh em bật lên nó chạy là nén hơi nó căng, nó phá bung cái nắp này luôn, bung cái lốc máy luôn nhé anh em nhé. Phá vỡ lốc máy luôn đấy. Hơi nén nó rất là mạnh, rất là khỏe. Đấy, lưu ý kỹ, tháo con này ra, lắp con này vào điều đầu tiên. Điều thứ hai là mát dây bơm vào, anh em lắp lên ống trên. Dây xả anh em lắp xuống ống dưới nhá. Phía bên này, phía bên đồng hồ này là nó dây bơm lắp ở trên. Cái dưới này cái là cái ốc xả e, ốc xả e. Hướng dẫn thêm cho anh em cách dùng ốc xả e nhá. Riêng con ốc này anh em lấy tay xoáy thôi. Dùng tay xoáy, xoáy cho vừa chặt tay là được. Nhá, vừa chặt tay là được. Tại vì trong này ấy, là nó có cái con đông đen nhựa. Thì anh em xoáy nó vào ấy thì là nó cắm vào trong. Nó sẽ giúp cho kín được hơi. Chứ còn tránh tình trạng anh em dùng xoáy quá mạnh, dùng kìm bấm kẹp vào xoáy là cái đầu hỏa tiễn này phi thủng hết cả đông đen nhựa như này ấy, thì là coi như hỏng luôn nhá, chứ không có kín được đâu nhá. Anh em lưu ý kỹ ấy, là xoáy bằng tay thôi, không có được dùng kìm gì hết ấy, xoáy bằng tay. Xoáy chặt tay vừa độ nó mút là ok. Và phía bên này này, phía bên này cũng có một con nữa này. Con này là để xả cái nước thừa, khí thừa, xả bẩn này. Đấy, lâu ngày cái này anh em bơm lâu ngày 5-10 ngày hay gì đấy anh em mới tháo mới xả một lần. Nhưng mà lưu ý xoáy cũng xoáy bằng tay thôi. Xoáy cho vừa chặt tay thôi là được. Đừng có cố mà xoáy quá nhá, xoáy quá là hỏng đồ đấy. Đấy là cái thứ nhất, dây bơm bắt vào đây. Và anh em lưu ý này, một số các bác mua về bảo sao nó lại dây bơm lại tắc này. Thì anh em để ý dùm tôi. Đây cái dây bơm đây, nó có khóa như này. Như này là mình thổi nó này, mình thổi nó thông thì dây này sẽ là thông. Ở trong này nó muốn kín được ấy thì nó phải có cái lông đen nhựa, lông đen nhựa này. Thì anh em xoáy ốc này vào ấy, anh em xoáy nó vừa tay thôi, nó vừa chặt vừa độ mút thì thôi, anh em đừng xoáy cố. Thế anh em xoáy quá ấy, thì cái lông đen nhựa này nó sẽ bị trôi, nó ép, nó chui hết vào cái lỗ này, này là coi như là bít cái lỗ này là nó bị tắc nhá, nó bị tắc dây nhá, nên nó sẽ không ra hơi đâu nhá. Đấy anh em mình, đây này. Có một bạn nó xoáy mạnh quá đến mức như này này. Đấy nó nún vào đây hết. Thì coi như là nó bít mất cái lỗ này còn đâu nữa mà xả. Anh em xoáy vừa tay thôi. Vừa chặt tay là được. Vừa tay đây không phải nóng mà là vừa chặt tay mình thôi, đừng có hết lên gân lên cốt nhá. Vừa chặt tay thôi. Rồi ép cái nhựa xuống là nó kín hơi. Đấy vừa chặt như vậy là được. Thế còn điều đầu tiên là lúc khởi động máy ấy, thì cái máy này nó cần nguồn điện rất là lớn, con tụ khởi động rất là cao, thì anh em phải cắm điện làm sao cho nó tiếp xúc thật tốt. Cái rắc nguyên của nó ba chân này anh em giữ nguyên, anh em mua cái nắp chuyển sang hai đi, mua cái rắc chuyển hai cắm vào đây cho nó im này nhá. Và cái nguồn điện đấy đảm bảo là nguồn điện mạnh, nguồn điện khỏe. Và điều quan trọng nhất ấy, khi đã nguồn điện ổn rồi ấy, thì anh em phải có cái dây dẫn. Cái dây dẫn phải là dây dẫn to, ít nhất cũng phải dây như này này nhá. Ít nhất là dây to này 2,5 này này. Đấy, ít nhất phải dây như này. Đừng có dây nhỏ hơn thì nó không đủ tải đâu nhá. Cái ổ cắm này làm cái ổ cắm nó chắc chắn một chút, đừng để nó lỏng chân cắm nó mo ve quá nhá. Đấy là cái nguồn điện tiếp xúc tốt. Nếu mà anh em cắm trên cái dây nhỏ ấy nó không đủ tải ấy, là bật nó chỉ ì nó không khởi động được nhá. Nó không đủ nguồn điện để khởi động, anh em lưu ý kỹ. Đây cắm nó chắc chắn vào. Dây to. Rồi. Đèn này lên. Và cái đây là đồng hồ báo nhiệt độ này. Tốt nhất ấy là cái nước làm mát ấy
là anh em bỏ một cục đá vào để cho nó lạnh thì nó giảm nhiệt độ càng tốt nhé. Bỏ cục đá vào và anh em để ý cái đồng hồ này, anh em bơm làm sao cho nó tầm khoảng 55 hoặc 60 độ C thôi, 50 độ C gì đó thôi, đổ về anh em nghỉ cho nó nước mát lên để cho nó giảm, độ nó giảm xuống thì cái máy này rất là bền, cực kỳ bền luôn, chẳng có gì để nó hỏng cả. Còn ép lên nhiệt độ quá mức thì nó nhanh hỏng mất cái phốt nhá. Anh em nhớ kỹ, chỉ cho lên nhiệt độ khoảng 50 60 thôi. Cái nước làm mát này bỏ nước đá vào. Và một điều quan trọng nữa nhá, điều quan trọng nữa. Anh em lưu ý này. Đó là cái cách tắt máy. Tắt máy không phải anh em cái tắt công tắc thì là đúng đâu nhá. Bây giờ ví dụ đây là đường ống đang bơm. Đang bơm vào bình như thế này. Mình bắt vào van bơm này. Và đang bơm lên. Thì ví dụ mình bơm lên được cái áp là 200 kg, tản áp 200 kg, thì hệ thống đường dây này anh em lưu ý này, cái áp trên đồng hồ, áp trên đồng hồ nó báo bao giờ nó cao hơn áp bình, bao giờ cao hơn áp bình nhá. Tại vì cái áp ở ngoài này ấy, nó phải cao hơn thì nó mới đẩy được qua cái van nạp một chiều thì mới vào trong bình được nhá. Cái áp ngoài này bao giờ cao hơn áp bình, anh em cứ nhìn áp bình này đi. Khi anh em bơm lên được đến 200 kg nhá, được 200 kg, thì anh em đặt cái áp rồi ấy, anh em muốn dừng lại ấy. Trước khi tắt máy, anh em lưu ý kỹ nhá. Trước khi tắt máy, xả con ốc, xả áp về ra để cho áp nó về không. Và máy lúc này là máy hoạt động trơn, máy không có sức nén. Đấy, máy không có sức nén nữa thì anh em mới tắt công tắc đi. Như vậy là đảm bảo nhất, máy nó rất là bền, không có bị trục trặc, không hỏng vấn đề gì nhá. Thế còn nhiều anh em đang bơm lên áp đến 200 mà tắt đến cực một phát, cái máy nó giật cục bổ lên đấy, nó trồm 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 với cái. Như vậy là nó rất chi là hại cái hệ thống bê tông xi măng, hệ thống lá gió ở trong cái máy này nhá. Anh em lưu ý kỹ trước khi tắt máy nhá. Tôi nhắc lại, trước khi tắt máy xả con áp ra để cho cái đồng hồ này nó về áp báo áp không và máy chạy trơn nhẹ như vậy, anh em tắt đi. Và đầu tiên nữa, việc quan trọng đầu tiên nữa là khi khởi động anh em cũng phải xả ốc ra để cho cái áp đồng hồ này là không thì máy mới khởi động ngon lành được nhá. Chứ bây giờ đang để anh em bơm đến 100 kg rồi lại tắt đi nghỉ rồi lại bật lên tiếp, vẫn đang 100 kg áp đây thì nó không thể khởi động được, nó không thể nén được mà nó có giật được chăng nữa thì rất chi là hại lá gió, rất chi là hại bê tông xi măng ở trong này nhá. Anh em lưu ý kỹ, khởi động cũng là phải là mức áp không và tắt máy cũng phải là mức áp không. Bây giờ mình xoáy lại vào mức áp là không, mình khởi động nhá, anh em xem này. Ra nhá. Bây giờ mình muốn dừng lại này, gần được 200 kg mình dừng lại này. Tả áp ra này. Tả áp về không này. Rồi anh em lưu ý kỹ nhá. Xả ra về không xong mới tắt máy. Làm như vậy là nó bền máy nhất, đúng cách nhất nhá. Đấy, bơm lên đạt mức áp gần 200 cân. Là mình dừng lại. Cảm thấy là mức áp mong muốn rồi. Là dừng lại nhá. Lưu ý kỹ, trước khi tắt máy là xả áp ra. Rồi, ok nhé, anh em cần tư vấn vấn đề gì thì vui lòng liên hệ với lại shop nhé. Của bền tại người, anh em dùng giữ gìn nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em.